In The Shadow of the Moon có thể không phải là một phim gốc xuất sắc của Netflix, nhưng tiệu chung vẫn đủ giải trí, và khác biệt so với phần đông các phim gốc nhạt nhòa của kênh dịch vụ streaming này. Bộ phim xoay quanh sĩ quan cảnh sát Locke, với khao khát trở thành thanh tra và sớm bị ám ảnh, bởi một loạt các vụ án mạng bí ẩn, mong muốn tìm ra sự thật bất chấp hậu quả của anh đã gần như hủy hoại tất cả những gì tuyệt vời và tốt đẹp nhất trong đời của Locke, nhưng anh vẫn sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được thủ phạm. Táo bạo và quá tham vọng về mặt ý tưởng, bộ phim có lẽ thích hợp hơn nếu trở thành một TV CV bởi chủ đề xuyên không, vượt thời gian của thể loại phim khoa học viễn tưởng vốn không dễ dàng gì khai thác. Huống hồ chi bộ phim của đạo diễn Jim cờ còn kết hợp với cả thể loại trinh thám, điều tra, phá án. Mặc dù có cố gắng trong cách thể hiện, nhưng với thời lượng ngắn ngủi, bộ phim vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời, nhiều tình tiết được giải thích một cách quá đơn giản, chưa đủ gây sốc ở mỗi ngã rẽ khi nhân vật đi tới tương lai, hoặc quay về quá khứ, vốn là một trong những nét hấp dẫn của đề tài vượt thời gian. Đối với các fan của Netflix nói riêng và fan của thể loại khoa học viễn tưởng nói chung, hẳn không lạ gì với xe tiếng Đức Đắc, bộ phim rất được yêu thích bởi câu chuyện về các thế hệ xuyên không đan xen và những mối quan hệ chồng chéo lẫn nhau của các nhân vật nếu đã từng xem đắc, sau đó chuyển sang In the Shadow of the Moon, khán giả sẽ thấy rõ, sự khác biệt giữa hai bộ phim đến từ thời lượng khai thác cốt truyện, và sự đầu tư trong kịch bản nếu muốn thể hiện tốt nhất nội dung tham vọng như thế. Với nhiều người, đắc có lẽ quá chậm chạp để họ đủ kiên nhẫn theo dõi hết, nhưng ở mặt khác thì In the Shadow of the Moon quá nhanh để mọi tinh hoa của thể loại khó nhằn này có thể thẩm thấu, vào trong tâm trí của khán giả. Nét hay ho còn lại của In The Shadow of the Moon chỉ còn động lại ở sự ám ảnh với quá khứ, và câu hỏi nếu như mà Locke luôn tìm kiếm câu trả lời. Việc kết hợp hai thể loại là trinh thám, phá án, hình sự với xuyên không, khoa học viễn tưởng của bộ phim có thể là một bước đi lạ kỳ, và kết quả là chúng ta có một bộ phim phần nào khá ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở mặt sáng tạo thì đây lại là một nước đi đáng khen, giúp bộ phim phần nào nổi bật hơn bởi nếu so với các phim thuần thể loại khác như Đắc hoặc May Hunter, In the Shadow of the Moon đương nhiên không thể bị kịp. Chẳng có quy định nào nói rằng người làm phim không thể kết hợp hai thể loại chẳng ăn nhập gì với nhau, nếu họ đủ sức tạo ra một bộ phim xem được. Việc đi ngược quy chuẩn thông thường là điều đáng khen ở In the Shadow of the Moon, tuy cách làm vẫn còn quá sơ sài và không xứng với ý tưởng của chính nó. Tuy vậy, tính giải trí của phim vẫn hiện diện và khán giả sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi khi phải theo dõi xuyên suốt câu chuyện. Sự tò mò về hướng đi của bộ phim sẽ giữ chân họ. Việc ôm đồng thể loại không chỉ là điểm yếu duy nhất của phim Bộ phim còn mang cả một ý tưởng đồ sộ về chính trị làm bộ phim vừa có chiều sâu, nhưng cũng nặng nề đi hẳn. Ý tưởng thay đổi quá khứ, thay đổi lịch sử và cả một cuộc chiến đã từng xuất hiện trong series hoạt hình lớp Dead and Robots, tập Alternated Histories khi tập phim mang đến cho khán giả câu hỏi nếu cuộc đời của Adolf Hitler thay đổi, liệu thế chiến thứ hai có xảy ra? In the Shadow of the Moon cũng phần nào có tình tiết tương đồng, nhưng phim kém hơn ở chỗ Alternated Histories sâu sắc bởi thông điệp vận mệnh an bài có những thứ diễn ra theo số mệnh mà chúng ta có cố gắng cách mấy cũng không thể nào thay đổi được. Một lý tưởng xấu xa chết đi sẽ nhường chỗ cho một lý tưởng khác, cũng xấu xa khác không kém ra đời, chiến tranh vẫn sẽ xảy ra, chết chóc vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng nhờ đó mà con người mới biết quý trọng hòa bình, mới biết cái gọi là yêu thương đồng loại. In the xa đâu, ở the moon cho thấy câu chuyện về một vài cá nhân muốn thay đổi quá khứ, cuối cùng mục tiêu của họ thực hiện được, tương lai đã thay đổi thế nhưng câu chuyện về việc hy sinh một cá nhân để thay đổi và cứu lấy thế giới lại đi vào lối mòn trong cách thể hiện nhân vật anh hùng mang phong cách quá mỹ, sức nặng của bộ phim giảm đi và người ta sẽ chỉ thốt lên đúng là phim bởi kết thúc hạnh phúc của nó mang nét ảo tưởng và không động lại gì. Nhìn chung, In the Shadow of the Moon là một bộ phim xem ổn, nếu so với mặt bằng hơi nhiều phim có vẻ tệ của Netflix. Diễn xuất ổn, cách xây dựng nhân vật tạm được và dẫn dắt không tệ tuy nhiên phim có lẽ sẽ thỏa mãn với nhiều khán giả nếu được triển khai thành một series với cốt truyện sâu sắc và nhiều cú tuyết bất ngờ hơn